mà hiểu được tiếng Trung, người ta ok hết, người ta ok hết, mà mấy bạn Việt Nam hay bắt lỗi quá à. mọi người sợ ma tụi em hai đứa quá. em hai đứa em dịch cho chị Mila chị Henny, nhưng mà chị Mila chị Henny hiểu được ý của hai đứa em. Thí dụ ở đây không hiểu tụi em có đang nhắn tin với nhau trong đây là vấn đề đang nói là vấn đề gì nữa, chứ phải là chứ không phải là tụi em dịch ở trên đây không. Hiện tại em Mila Henny đang nhắn tin ở đây, vấn đề anh Đạt đang nói là chuyện gì nữa nè mọi người. Người Thì bạn Indo người nào ta không bắt không nghe bẻ, được thì các bạn đi ra ngoài đi. người Mệt Indo người ta quá. không bắt bẻ, người nước ngoài người ta không bắt bẻ, mà mấy bạn người Việt Nam mà mấy bạn hay bắt bẻ quá. Hai chị em Thôi được tôi rồi, cũng là thôi thôi người thôi Việt thôi thôi Nam thôi mà. thôi 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 thôi. Bây giờ nhá, tiếp tục này, vấn đề tiếp theo này, gạch đầu dòng tiếp theo là đừng bao Cuối giờ, chưa cuối đâu. Gạch đầu dòng tiếp theo là đừng bao giờ so sánh Vi, bởi vì tôi với Vi nghèo lắm, nói thế cho nhanh. Tôi Vi xấu lắm, nghèo lắm, nhưng mà bọn tôi yêu nhau thế thôi, nên là đừng so sánh. Còn thích so về về cái gì thì nhau ra đây. Tôi thì vừa nghèo vừa xấu vừa không có một cái tài năng gì, nhưng mà thích thích so về cái gì, thích so với đồ hiệu hay là so về cái gì thì cứ nhau hết vào đây nhá. Nên là đừng có ấy. Bọn tôi riêng các bà mua cái túi 100 triệu, tôi mua hẳn một cái túi 150 luôn. Vừa 150 nghèo nghìn chưa? ấy, 150 nghìn điền. Thôi đây này, và vấn đề chính này. Và hai nữa là đừng bao giờ, đây là mình nói tất tần tật mọi người luôn, được chưa? Những ai, đây là gửi lời đến những người, tất cả mọi người luôn, những người mà đã từng chơi với Đạt, hoặc là hay là những người mà đang chơi với Vi, hoặc là những người đang chơi với chúng tôi, hoặc là những người đang ghét chúng tôi thì kệ mọi người, ghét tôi thì chả kệ. Còn những người mà đang chơi cùng nhá, hoặc là có qua mối quan hệ cùng Đạt hay là mối quan hệ với ai, đây là mình nói thật luôn, nếu anh em mà cảm thấy không chơi được với nhau nữa thì thôi, được chưa? Còn đừng bao giờ qua mặt tôi, hoặc đã qua mặt tôi rồi mà lại đổ lỗi cho người tôi yêu nữa thì réo chấp nhận được, thế cho là nhanh nhá. Được chưa? Rồi dịch đi. Đừng bao giờ qua mặt tôi mà lại đi đổ lỗi cho người yêu tôi hoặc Chưa, bạn bè để của người em yêu nói tôi. cái vấn đề mà so sánh Vi cái đã. Chị Mila, chị Honey, Thôi cái sao vấn mà đề em so sánh đấy thì không cần phải nói đâu. Nói câu chốt hạ luôn là đừng bao giờ qua mặt anh mà lại đi đổ lỗi cho người yêu anh hoặc là đổ lỗi cho bạn bè của người yêu anh, là anh không thích, thế cho nhanh chứ mệt mỏi lắm. Xong đến lúc sao là để đi tô xích Vi, Vi biết cái gì mà tô xích nó. Nói đi Nác à. alo Benny à? alo Alo. alo Alo, alo alo. không nghe gì vậy? alo. Chị Nhi bị lát rồi. Mày không nghe tiếng tao nói à? Chị Nhi bị lát rồi. Em nghe không? Em nghe, em dịch cho hai bà kia đi. Mất cái giật em không nghe rõ. Em nó mong Mà cô cũng nó nác rồi, bé hơn dịch nằm đi. mất cả rồi. Mila, chị Henny, anh đẹp Dạ. cho. Anh đẹp cho tháp bụi giao nà cơ rỉnh cho na cơ sư bụi tuê hãy chai cân rỉnh chia chàng à phản bên tờ anh đẹp hãy sư phản bên tờ video cho giang video cân video tờ phẫn dột bụi tuê nhưng mà thiên tùng vô vô tờ ý sư ma Ừ, ờ đó. hà na cơ sư ê còn cái gì nữa chị? Mày vừa dịch cái gì rồi? Cái nói em nói là anh Đạt anh không có muốn những người xung quanh, những người nào mà làm sai xong rồi lại đi đổ lỗi cho Vi, những người ở bên gần anh hay gần Vi hay là bạn của Vi. Mà cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, thế thôi. Thào làm sai thằng đấy chịu. Chứ bây giờ kể cả tôi nói luôn nhá, bây giờ chả nhẽ bây giờ tôi làm sai thì ví dụ nhá, bây giờ cái Hân này làm sai thì phải đi mà trách cái Hân, chứ ai bây giờ cái Hân làm sai đi trách mẹ cái Hân à, hay trách bố cái Hân à? Thế bố cái Hân mẹ cái Hân biết cái gì đâu mà trách, đúng không? Đúng. Sen Bây người chai ta là không, chung y lại chu sư chan rồi. Sen chai sĩ chua là xua. Sĩ chi chi, sống phải chi chi. Bữa giao coi bẻ lưỡng. Ok bây là giờ mấy quan mẹ đâu? rồi. Tôi Giao coi bẻ lưỡng. Chi chi chua xua, chi chi sống tan chi chi chua xua là sư chuyện. Bữa giao coi bẻ lưỡng. Bữa sekarang tuh paling penting itu nggak usah ngurusin urusan Oh, orang, ngurusin urus kalian urusin urusan masing sendiri-sendiri. benar.
siapapun itu. Jangan toksik kemana-mana loh. Oh, sekarang itu urusin dirinya sendiri, urusin masalah sendiri, jangan urusin orang lain. Fokus ke sendiri-sendiri. Bukan. Hey, chưa? Em. Ok chưa? Dịch chưa? Ừ. Okay. Bây giờ có nói tóm gọi là cái vấn đề mà so sánh không? Em nói nghe luôn. Vấn đề so sánh thì nói thẳng luôn là kẻ tao nghèo chứ đứa nào mà đứng đứng trước mặt bà là ui giời mẹ mày, con này đeo cái túi rẻ tiền thế này, tao sẵn sàng mua hai cái túi đấy luôn, tao đốt cho xem. Tao bán nhà luôn. Chị dịch luôn vụ đó đi. À hãy dụ y cơ sư xiện, anh Đạt, trong xã anh Đạt dù xô, bữa dâu, nã vi đa xô lại, kinh bể lẫn bì. Vida sư vida anh Đạt sư anh Đạt là tha mỉnh dù sửng dù sồ về bữa giao kinh lẫn nha bì. Thật thì là nggak usah banding-bandingin dengan mereka. Tôi chỉ dù vi cơ vida, mỹ dù thi ơ cơ ra sư trang rồi đó vida sẽ về bổ giao su lại bì. Nggak usah banding-bandingin mereka berdua. Dat yo dat, vidya ya vidya. Nggak ada vidya kedua, nggak ada dat pila kedua. Nggak ada dat kedua. Intinya orang itu masing-masing itu nggak usah banding-bandingin satu sama dengan yang lain gitu. Punya semua itu punya kelebihan sendiri dan kekurangan sendiri, jangan banding-bandingkan. Kalau V ya ada V satu, dat ya ada dat satu, nggak ada yang lain, nggak usah dibanding-bandingnya. Pokoknya intinya seperti itu loh. Xong chưa? À. Xong, bắt đầu chốt. Chốt một phát cuối cùng này. Một phát cuối cùng luôn nha. Gửi đến tất cả các bạn Toxic V nha. Tôi không biết các bạn xinh đẹp hay như thế nào. Tôi không biết các bạn hoa khôi hay người mẫu. Tôi luôn là các bạn có xinh như tiên thiên nga hay là thiên thần thì tôi vẫn chỉ yêu Vi thôi. Còn kệ các bạn xinh thì các bạn đi mà yêu những cái thằng nó đẹp trai, nhà giàu của tôi nghèo. Nên là bọn tôi nghèo, bọn tôi xấu, bọn tôi yêu nhau thì nó hợp, hiểu không? Bọn tôi không đẹp trai, không xinh gái thì bê tôi xấu này tôi yêu làm sao được gái xinh, đúng không? Nhưng mà vì tôi vẫn thấy là người xinh nhất. Vì vẫn tôi vẫn thấy là người xinh nhất, tôi yêu Vi. Các bạn đẹp thì kệ cha các bạn. Ồ chưa được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, khen nhiêu được rồi, để cho em dịch khen nhiêu được rồi. Trời ơi, khen hoài, mắc mệt à, mấy bà. Thôi nói đi nhanh lên, để tao còn hát đây. Trời ơi. À anh chết mẹ quên này, nhắc lại từ đầu ấy. Có nghĩa là gửi đẹp pi la so tức là phi dia bộ quản mà piao liang mà piao liang ta sẽ ai đó tôi biết rồi bố cho bố cho bố cho bố cho anh đặt so chơi cơ anh đặt giao so kì bố sĩ hoang video dưỡng. À. Đi ra lượng khi hen. Bố có đi ra hà bố hào khang hai cha trai tha xin lì vi ra sư truy mì lũ cổ tha mẫn chứ gì anh đi vi ra ha bố sĩ quan vi ra là lớn ha bố sĩ quan vi ra lớn dù tua theo lên kinh thiên sửa y giang hỗ trợ cứ mùa thơ y giang tuy anh đặt lại sơ dịch về về sư sổ ba quay rồi anh đặt sổ vi đa sổ lẹn cơ sổ tham mẫn lẹn chứ ai là ai chiêu chiêu hào là tham mẫn hả liêu ai chiêu hào là tham mẫn xin phủ chiêu hào là à trai hai diễn lì vi đa sư truy mì sở gì bổ giao xin vi kinh vi đa sô chứ anh rửa nay anh rửa về mỹ ngày xưa là nói chung đẹp thì đi mà yêu thằng đẹp trai tao xấu tao đéo thích yêu gái đẹp được chưa theo lên chi chào xoay cơ tao không thích đó là vừa mình chờ vừa mình chuẩn vừa mình chỉ chỉ thẳng đi ai vừa mình xin phủ chiêu hào bữa giờ lại chồng vừa mình sư chị ok là mấy rồi bữa giờ tôi ship đi ra khởi gì là ma ờ ok cứ ngon mong mà mà chắc phải ông mò vào tuổi cứ ngon mong xong chưa em hai bà đã chưa dịch chưa dịch ra tiếng Indo đợi hai chị đi dịch ra tiếng Indo ai nhìn mình phải tin đâu. Bagi yang tidak suka Vidya, yang bilang Vidya apapun yang itu intinya apa sih? Enggak memperdulikan. Yang penting dat itu ya mereka itu sama-sama bahagia. Bahagia, saling cinta. Saling cinta. Cinta. Tampan tidak. Cantik relatif. Itu.
Nah, tampan cantik itu relatif. Kalau nggak suka ya sudah, maksudnya tinggal. Kalau suka ya ikuti kayak gitu loh intinya. Ya udah, Yohen, ngono kita Aja. kurang apa sih? Thì chứ mấy cái bà mà Nó nói tinh với gak chung sih? không chuẩn á, Nah, thì chứ pokoknya intinya yang ông tidak đạt cứ suka ini like đi, untuk yang lát tidak chồng suka, tôi rồi, tao mắc chồng tôi rồi, yang tidak suka tôi tức á. video yo. Dan bila itu tidak mau tahu lah. Kalian tuh suka nggak Mimi, suka yang bố vấn ý xem, thang liang ai sẽ chống hiểu sự xin phụ quay lời tôi bố tế. Sẽ chống hiểu, tôi mà. Tôi tôi. Kan, kalau. Jalin hubungan itu yang penting mereka itu bahagia. Tidak tidak memandang wajah fisik lah, tidak memandang fisik. Yang penting mereka itu menjalin hubungan itu bahagia. Oh, Tuhan. Xong chưa? Oh. Chốt một câu cuối này. Một câu cuối cùng này. Chốt hạ luôn xong ta bật nhạc Tết luôn này. Nha, xong dịch này. Là